Hello, xin chào tất cả các chị và các bạn đã đến với channel của Nga nha. Và ngày hôm nay Nga muốn chia sẻ với các chị và các bạn một cái mẹo để mà các chị và các bạn có thể có được một cái chuyến hành trình để đi mà tham quan tại Mỹ thật là trọn vẹn. Tại vì tất cả chúng ta khi mà chúng ta thực hiện cái chuyến mà gọi là nếu mà chúng ta đi tự túc á, thì chúng ta muốn là có một cái chuyến đi phải đạt được những cái tiêu chuẩn người ta đưa ra. Thì tùy từng người sẽ có cái tiêu chuẩn khác nhau. Nhưng đối với chính bản thân Nga, Nga thích nhất là cùng một thời gian, cùng một giá tiền, cùng một công sức mình bỏ ra mà mình tham quan được nhiều nơi và đi được nhiều chỗ, và với chi phí ok nhất, tốt nhất cho chính bản thân Nga thì Nga sẽ chọn. Và Nga cũng xin bật mí với các anh chị và các bạn là hầu hết những cái mà chính bản thân Nga thực hiện chương trình để đem Nga đi đến Mỹ để mà chơi, tham quan, thăm người thân và gia đình, và Nga muốn tìm hiểu một số nền văn hóa tại đấy và một số trường học tại đấy, và toàn bộ là chính bản thân mình đã trải qua và mình đã làm. Từ cái khâu mà Nga xin visa cho đến cái khâu mà bản thân Nga mua vé máy bay và gặp trục trặc đối với hãng máy bay cũng là chính bản thân Nga giải quyết. Và Nga chỉ có là hỏi, gọi điện thoại, hỏi một số cái và ví dụ người thân của mình. Nhưng thật sự là từ trả tất cả, tất tần tật mọi thứ đều do chính bản thân mình thực hiện hết. Và khi đấy thì mình thực hiện thì mình có được một cái kinh nghiệm để cho chính bản thân mình. Do đó là nếu như anh chị và các bạn mà có nhu cầu về mà xin visa hay là book vé máy bay ha, bất cứ cái gì các anh chị thắc mắc, các anh chị có thể hỏi Nga. Các anh chị có thể lấy lời comment ở phía dưới. Và nếu như các anh chị làm không được những thủ tục đó, các anh chị có thể là xem trong Facebook của Nga và inbox cho Nga những thông tin và Nga và các anh chị phải trao đổi. Rồi, Nga cũng xin bật mí các anh chị là khi mà các anh chị book vé máy bay thì tất cả gì cũng vậy, chúng ta hãy luôn luôn check mail. Tại vì sẽ có những cái chuyện là giống như delay vé máy bay thì mình có tình huống mình giải quyết chứ. Chứ nếu các anh chị và các bạn không theo dõi về những thông tin đấy thì nếu như có sự cố nào xảy ra thì mình sẽ trở tay không kịp. Rồi, bây giờ đối với vé máy bay hầu hết là Nga book online hết và Nga không đề cập đến vé international. Có nghĩa vé quốc tế là ví dụ như đối với bản thân Nga ở Việt Nam hoặc là các chị tự ở bất cứ nước nào đặt chân đến nước Mỹ, cái phần book vé đó coi như chúng ta đã xong. Và bây giờ Nga muốn đề cập đến vé local, có nghĩa là vé bay trong nước Mỹ. Như các anh chị biết là đối với nước Mỹ rất là rộng lớn và nước Mỹ trải dài trên 4 múi giờ khác nhau ha, tùy tuần bang, và mình sẽ ở vị trí, do đó là mình sẽ có thời gian khác nhau. Do đó các anh chị sẽ thấy là khi đặt trên nước Mỹ và các anh chị tìm vé máy bay á, các anh chị vô Just Fly, các anh chị đánh thì nó sẽ duyệt ra tất cả các hãng máy bay cho các anh chị và với những cái giá tùy theo nhu cầu của tất cả các anh chị. Nhưng ví dụ như ở local nước Mỹ thì các hãng máy bay, ví dụ như là Southwest, American Airlines, United Airlines, rồi Spirit Airlines, rồi còn có một số cái hãng mà tại vì thật sự ra là nó nhiều lắm nên Nga cũng không có nhớ hết. Nhưng Nga cũng có thể nói cho các anh chị hình dung là nếu như các anh chị bay ở phi trường LOT thì các anh chị trước, tóm lại là trước khi các anh chị đến một cái phi trường nào quốc tế hoặc là local nào đó thì các anh chị cứ duyệt sở thông tin và các anh chị có map trước để mà biết là mình sẽ đi đến vị trí nào. Rồi, cái đó thì Nga sẽ chia sẻ sau và Nga sẽ tập trung vô như thế này. Thì khi mà ở vé local nước Mỹ nó sẽ chia ra nhiều dạng khác nhau của các hãng máy bay khác nhau, nhưng họ sẽ có những cái chủng như thế này. Nó hoàn toàn nó khác với vé máy bay mà các chị book tại Việt Nam. Đi quốc tế và đi hạng như thế nào, giá rẻ ra làm sao thì nó hoàn toàn khác. Nhưng ví dụ như là ở Việt Nam mình là mình bay hành lý carry-on của mình là được một cái
vali mình cầm lên rồi mình đem một cái bát bạc nhỏ. Nhưng đối với vé ở Mỹ nó hoàn toàn khác. Khi các anh chị mua cái hạng vé mà rẻ nhất thì các anh chị chỉ được mang một cái ba lô như thế này ha, và các anh chị có một cái túi nhỏ thôi, túi nhỏ xíu, giống như là túi nhỏ mà mình để đeo chéo trước người mình á. Tại vì sao? Trong cái vé đó là họ quy định là các anh chị mang cái ba lô, và các anh chị khi mà lên máy bay các anh chị sẽ nhét ở dưới. Tại vì cái chuyến bay ở local nước Mỹ người ta không phải là chuyến bay lớn, mà nó là chuyến bay đó là nhỏ, số lượng hành khách cũng ít, và cái chỗ mà để khoang carry-on nó cũng hạn chế. Và thông thường thì người ta sẽ nhét ở dưới cái ghế của cái người phía trước để mà khi máy bay cất cánh. Rồi, khi các anh chị mua vé thì các anh chị cũng phải đọc kỹ chi tiết. Tại vì có những cái vé là chỉ cho các anh chị mang cái ba lô và một cái túi nhỏ thôi. Còn có những cái loại vé khi mà mình không để ý kỹ thì mình đem kéo cái carry-on lên. Thì khi đến cái carry-on lên mà cái vé mình không bao gồm carry-on thì các anh chị kéo lên thì ngay cái tại cái cổng đi vào thì hãng máy bay họ sẽ bắt các anh chị ký gửi và đóng tiền. Có nghĩa không bị đầu ở phía ngoài thì cũng bị đầu phía trong. Do đó là các anh chị hãy coi kỹ và book vé. Và cũng xin bật mí luôn các anh chị là hầu như các chuyến máy bay mà local của nước Mỹ họ hoàn toàn khác với Việt Nam mình. Là đối với những chuyến bay mà mình đi thí dụ như từ Việt Nam ra Đà Nẵng, Huế hay Hà Nội gì á thì mình không được phục vụ nước miễn phí và không có cái gì hết. Nếu như các anh chị muốn ăn muốn uống gì các anh chị bóc tiền trả. Thì đối với hãng máy bay của local của Mỹ nó cũng khác một chút, là khi các anh chị mua cái vé đó thì người ta sẽ phục vụ nước cho mình uống trong suốt hành trình các chị di chuyển từ bang này sang bang khác, và cho mình một cái gói snack nhỏ để mà mình ăn. Còn các anh chị muốn ăn nhiều hơn hay gì đó thì các anh chị order và các anh chị sẽ trả tiền cho tiếp viên hàng không. Nó giống như là phục vụ trên xe đò hay là trên xe lửa vậy ạ, thì nó cũng giống như thế. Nhưng mà khác ở Việt Nam mình làm có thức nước uống. Rồi, và khi mà các anh chị chọn cái hãng vé máy bay á, nó sẽ có nhiều cái hãng. Nhưng trong cái hãng máy bay thì Nga sẽ chấm nhất là cái hãng máy bay Southwest. Tại vì sao? Cái vé của Southwest là cái vé mà Nga cảm giác là rất là ok. Nếu như các anh chị đi và mang nhiều hành lý, ví dụ như các anh chị đi và các anh chị mang hai kiện hành lý, giống như Nga đi Nga mang hai kiện hành lý, thì cái Southwest họ cho mình free hai kiện hành lý. Và khi lên đến máy bay thì các anh chị chỉ được đem một cái bát bạc thôi, có nghĩa một cái ba lô, ngoài ra không có kiện thứ ba. Nếu kiện thứ ba thì các anh chị sẽ đóng tiền, thì giá tiền của kiện thứ ba các anh chị đóng sẽ là 70 mấy đồng. Còn các hãng hàng không khác cũng giống như vậy, nhưng các hãng hàng không khác thì họ không cho free hai kiện hành lý. Có thể tùy thời điểm cái giá vé của họ sẽ rẻ hơn so với Southwest một chút. Nhưng nếu các anh chị đi không mang hành lý thì các anh chị sẽ chọn những hãng khác. Còn nếu mà có mang hành lý nhiều thì Nga cũng khuyên là các anh chị nên chọn Southwest. Tại Southwest họ sẽ cho mình free. Rồi, cái hãng khác thì khi các anh chị mà mang hành lý ký gửi thì đối với cái kiện đầu tiên á, thì ngay nhớ nó tầm dao động khoảng 40-50 đồng, những cái kiện thứ hai thì cỡ 60 đồng, thì có nghĩa cộng vô, tại vì Nga tính rồi, nếu mà cộng vô tất cả thì nó còn mắc, do đó mắc hơn rất nhiều so với Nga đi cái hãng Southwest. Thì mặc dù ví dụ như từ Nga đi đến phi trường Los, Nga bay qua bang Washington DC thì Nga bay qua DC, Washington DC, thì Nga ở phi trường DCA thì cái vé máy bay Nga mua 1 chiều á là chỉ có là vé là 147 đồng, có khi có 132 đồng, tùy thời điểm các anh chị bay. Và các anh chị sẽ bao gồm cả hai hành lý đấy như Nga nói các anh chị. Rồi, và đối với Southwest thì thật sự ra mà để nói là các anh chị sẽ có những cái giống như những cái mà mình sẽ gặp, thí dụ như trong cái hành trình bay các anh chị có những cái sự thay đổi, các anh chị muốn đổi cái vé máy bay. Đặc biệt đối với những hãng khác thì Nga không biết, nhưng đối với hãng Southwest, Nga rất thích hãng Southwest một điều là nếu như các anh chị đi hành trình bay, thí dụ Nga ví dụ như là Nga dự định bay qua từ đó, Nga bay qua bên DCA vào ngày 20,
Nhưng Nga có trục trặc một cái số việc Nga không muốn bay vào thời điểm đó. Thì như thông thường cái hãng máy bay của Việt Nam mình thay đổi thì mình sẽ bị mất cái khoản tiền rất nhiều. Và khi mình đổi lại và mình có hãng hàng không khác chứ không phải Việt Nam, có nghĩa là đối với đi cái Southwest thì nó đặc biệt á, có nghĩa là cái đó bạn sẽ bị mất tiền phí rất nhiều và thay đổi rất nhiều. Nhưng Southwest họ cho mình một cái chế độ như thế này, thí dụ như cái vé anh chị bay sẽ có nhiều, có 3 level khác nhau. Thông thường chúng ta khi mua chúng ta sẽ chọn cái level thấp nhất là rẻ nhất. Những cái level kia nó cho các anh chị refund lại tiền liền luôn nếu như anh chị hủy, nhưng vé nó rất cao. Còn cái chính dự cái mà Nga chọn thì Nga chọn cái wannabe, thì cái đó nó có điều kiện như thế này: các anh chị được quyền đổi hành trình nhưng phải đổi trước thời gian bay ít nhất là trong vòng khoảng chừng 3-4 tiếng đi cho an toàn. Còn nếu anh chị biết lịch trình trước thì các anh chị phải hủy trước khoảng chừng mấy ngày hoặc 1 tháng 2 tháng tùy từng trường hợp, nhưng phải trước giờ bay ít nhất là 2-3 tiếng là an toàn nhất cho mình. Khi đó cái giống như Nga bị chính bản thân Nga đổi lịch trình bay, thì lúc đó Nga không biết làm cách nào. Nga nhớ là trong cái phần mà Nga đánh các điều khoản thì cái mục vé của Nga nó nằm trong cái mục là wannabe, thì trong cái đó nó cho mình lấy lại tiền. Nhưng đặc biệt khi lấy lại tiền không phải là các anh chị cầm tiền mặt, mà người ta quy cái tiền đó của mình thành một cái số tiền để trong cái account của cái Southwest. Ví dụ khi mình mua vé máy bay của Southwest bất cứ cái hãng nào đó thì các anh chị sẽ có một mã code. Thì bây giờ mình sẽ quản lý dựa trên cái mã code đó của mình, và mình muốn hủy và đổi chuyến bay đó thì khi mà các anh chị vô cái lệnh mà để refund lại tiền thì nó sẽ đưa cái khoản tiền đó vô cái tài khoản của các anh chị, và họ cho các anh chị được sử dụng dùng cái số tiền này để mua một cái vé khác trong thời hạn 1 năm. Nếu sau 1 năm các anh chị không sử dụng thì các anh chị sẽ bị mất tiền. Còn mình sử dụng nếu như thiếu thì mình bù thêm, dư thì vẫn để đó để mà mình tiếp tục hành trình của mình. Và khi đấy thì Nga đã thay đổi cái hành trình của Nga ha, và Nga không biết liên hệ sao, Nga mới lật đật coi những cái số điện thoại của Southwest. Mà các anh chị biết là nếu như từ Việt Nam mình thật sự mà để gọi qua Mỹ để mà mình nói những cái thông tin connect theo như trên Southwest đưa ra, hôm đó chính bản thân Nga gọi Nga ngồi nói chuyện được có 2 phút thôi, Nga đã mất một cái số tiền cũng khá. Do đó là Nga nghĩ nếu mà vậy thì nó sẽ rất rối cho mình. Thế là Nga lùng sục, Nga mới đánh một cái từ khóa trên Facebook là Southwest Airlines của Mỹ, thì nó xuất hiện cái trang fanpage. Và khi đó chính bản thân Nga đi vô trong fanpage đó và Nga text message với cái người đại diện agent tại bên cái người nhân viên của Southwest. Và Nga nói thật sự là Nga rất là hài lòng là các anh chị đấy và các bạn đấy rất rất nhiệt tình các anh chị. Có nghĩa là khi các anh chị rắc rối gì các anh chị đánh à tôi, thí dụ Nga ví dụ như đó, bản thân Nga nói là do hành trình của tôi là có sự thay đổi, bây giờ tôi sẽ có thể là làm như thế nào, thì họ hướng dẫn là bạn hãy vô cái mục mà refund lại vé và bạn nhập mã code vào, sau đó thì hãng sẽ cho bạn vô cái vé giống như cái tài khoản đó vô trong cái mã đó, và các chị phải sử dụng trong vòng 1 năm phải mua, còn không mua mình sẽ bị hủy đối với cái vé của bạn. Rồi sau đó bạn mình có nhiều cái mình làm không được, mình mới vô hỏi là cách refund như thế nào, họ sẽ cho mình một cái đường link và họ nói là bạn có, nếu như bạn không biết rõ thì có thể đưa cái mã code cho họ, họ coi. Và khi đấy Nga cũng đưa mã code và họ coi, họ mới nói là cái của bạn refund được. Và sau đó họ cho một cái đường link, tại chính bản thân Nga thực hiện cái refund á, mà lại tiền á, có nghĩa là lấy lại tiền trong tài khoản Nga mà Nga không biết cách. Rồi sau đó mình gặp trục trặc, mình không giải quyết được, mình mới nhắn với Southwest. Thì Southwest họ trả lời rất là gọi là Nga rất là dùng bên tiếng Anh là gọi là rất là nice, rất là thân thiện, rất là thích lắm kìa các anh chị. Và họ đã cho Nga lại cái feedback và đưa đường link và hướng dẫn Nga. Và khi đó cái tiền của Nga được trả vào account, tại vì khi các anh chị làm cái mua vé của Southwest trên online thì các anh chị tạo một cái account của mình thì nó sẽ đổ vô, mình dùng cái mã đó mình book cho chuyến kế tiếp. Và thế là Nga đã thay đổi hành trình và Nga đã book được cái hành trình mới của Nga.
Và thật sự ra là vé của Southwest nha, cũng xin bật mí là nếu các anh chị mua, đối với Southwest á, thì các anh chị nên mua thời gian tương đối là xa xa một chút thì nó giá nó ok. Và nếu như các anh chị giống như là Nga đã giống như là book lại được rất là ok, và trong hành trình các anh chị du lịch tại Mỹ, các anh chị đi những chuyến local, thì Nga tùy các anh chị thôi, tùy mục đích của từng người. Và Nga thì Nga thấy là Southwest rất ok. Nếu như được thì các anh chị có thể trải nghiệm bằng Southwest, và họ thực hiện rất là dễ dàng khi mà mình đi du lịch tại Mỹ. Và máy bay của họ thì Nga thấy là ít, Nga đi mấy chuyến rồi Nga không thấy bị delay. Và có những một số chuyến thì Nga hay thấy bị delay, nhưng đối với Southwest họ rất là đúng giờ, và nhân viên của họ rất là nhiệt tình. Và trong cái bài, những bài kế tiếp thì Nga sẽ hướng dẫn các anh chị là cái cách các anh chị sẽ thực hiện đối với hãng Southwest như thế nào, ra làm sao. Tại vì đối với Southwest, nếu như người Việt mình là lần đầu tiên đi đến Mỹ, hoặc là mình chưa hề đi cái hãng Southwest, thì các anh chị sẽ bỡ ngỡ giống như Nga. Nga đã từng bỡ ngỡ trên cái chuyến đi Southwest lần đầu tiên, và Nga sẽ chia sẻ cho các anh chị trong bài sắp tới. Cảm ơn tất cả anh chị đã theo dõi. Xin chào ạ.